Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Cutai Gaming. Ngày hôm nay thì chúng ta đến với lại chương trình đó chính là Cloud 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 Ye full chí mạng 200k của Quân. Một cái kèo mà ông Quân ông rất là thích. Ông rất là thích chí mạng, anh em coi clip mỗi ngày anh em cũng biết rồi ha, cứ mà clip nào mà full chí mạng thì đến từ ông Quân này. Ông cứ kèo nào cũng hai xỉ. Toàn lên full chí mạng không à. Sắp tới thì không biết là ông cho con gì full chí mạng ở đây. Rồi, trận này thì nhìn cũng ghê ghê anh em ạ. Bản Ngọc thì mình lấy full tốc độ di chuyển ha, cờ lâu thì lên tốc độ di chuyển để mà nó dễ bắn. Bản Ngọc thì sẽ lấy Bản Ngọc thường để nó đỡ ham mana. Con này mấy ông biết mà, nếu mà không cầm Bản Ngọc thường thì cực kỳ ham mana, rất là tốn mana. Đồ full chí mạng thì chúng ta sẽ có 4 món, như vậy là chúng ta sẽ được quyền lên một món khác, đúng không? Những cái kèo full chí mạng nó rồi chỉ có 4 món full chí mạng thôi. Đó là kiếm diệt quỷ. Đó là cây vút này, rồi cái chạm phong kiếm này, đúng không? Cái móng nè, cái móng chạm phong kiếm, rồi thần long thương với lại kiếm chiến Berserker, đúng không? Chiến đi Berserker. Ok, như vậy mình được quyền lên một món thì chắc là mình sẽ lên kiếm diệt quỷ anh em, mình sẽ lên kiếm diệt quỷ. Một món khác biệt, đó sẽ là kiếm diệt quỷ nha các cậu. Rồi. Trận này thì không biết sao đây, đi với Hanabi cầm lá trắng hả? Bên nó có Alpha, có Zid mà Raphael rồi Matic cũng hơi căng. Đi với con Hanabi thì mấy ông phải đứng cái góc như thế này, mấy ông né bầy lính ra, tại vì nó bắn như bầy lính thì sẽ lan qua mấy ông. Mấy ông hiểu không? Là phải né ra bầy lính. Đó. Bây giờ đi hai thằng thì chịu, đi hai thằng thì cứ ôm chủ thôi. Chắc chắn rồi, đi hai thằng quýnh sau lại nó, thằng bơm máu, thằng tạo giáp lấy gì đánh. Đi ngủ thôi chứ đánh cái gì nữa. Bú trụ là chính thôi. Bú đôi giày vô trước cây đi. Bản Ngọc thì mình lấy phương tốc độ di chuyển nha, để mình đảo lên cho nó dễ, đảo lên chạm vòng cho nó dễ. Như là trong giao tranh thì mình dễ đào thoát hơn, chứ mà mấy ông không lấy tốc độ di chuyển rất là khó để mà chạy, mặc dù là có bóng khỉ đó khó chạy lắm nè. Bú miếng này, bú status thôi, này gọi là bú status chứ không có bú lính. Đánh được không? Có người xuống nè, làm chậm cho đó, giết được không? Nổi không? Linh lượm 4 kiếm coi. Hay, tuyệt vời. Phải vậy chứ, đánh linh là phải vậy chứ. Đánh linh là phải xuống găng chứ. Mình quýnh nó yếu rồi. Quýnh nó yếu thì cho team xuống găng chứ mình có làm chậm được cái thứ thôi. Hanabi hộ báo cáo chồm. Tầm này ngon rồi đó. Ổn áp rồi đó, thấy mới vô mà đồng đội nó biết đi găng vậy là khá là tuyệt vời. Game đấu này vẫn là một game đấu đi với anh Thạch với lại anh Tấn nha mọi người. Anh Tấn như mình đã nói trong clip Roger trước là ông này cũng rất thích đi rừng. Chẳng qua clip Roger là mình làm con Roger thì mình đi rừng rồi. Đó là ổng không có đi rừng được. Ổng thích đánh con linh lắm. Mà ổng đánh vẫn dở nha nè, đánh vẫn dở nha. Đánh không có hay lắm. Đánh thua tôi chút xíu anh em ạ. Lên này trước nha, kiếm diệt quỷ để xảy ra đâu. Sau đó mình sẽ lên đồ chiến mạng sau. Đồ chiến mạng thì xoáy anh ti nó không có đâu lắm. Bây giờ anh ti không có tăng đam lên lính nữa rồi nha. Ngày trước anh ti có tăng đam lên lính, bây giờ không tăng đam lên lính rồi. Dọn đánh nó cũng hơi chậm chút xíu. Bắn chết được nó không? Chết chưa? Đơn giản vậy thôi, không đơn giản vậy thôi. Hanabi nó mất bảo hộ rồi, nãy nó mất bảo hộ rồi, xảy là chết à. Xảy hết lính rồi mình bắn tay đủ đam rồi. Tốc độ di chuyển mình cao nên là nó không chạy được đâu. 100% là con Hanabi đi ngủ đi, làm sao mà chạy được. Chừa con xe lại lấy stack. Ra bào chủ nó ok hơn, chủ nó nhiều tiền hơn nha. Bào phát 100 mấy, 200-300 tới nơi giờ. Trận này free farm quá đã nè. Bào chủ nó là chính. Ui nó bắn đầu nha, ui má nó bắn đầu nha, ui nó bắn đầu nha. Thôi nó bắn chết luôn ta, chạy vô rừng để tăng tốc độ di chuyển. Thấy nguy hiểm mà anh em cứ cắm đầu chạy vô rừng thôi, thì sẽ được tăng tốc độ di chuyển 7.5%, nếu mà mình đang giao tranh với tướng thì mình sẽ tăng 7.5%. Còn không có giao tranh thì sẽ là 15%. Nó rất là lợi anh em ạ. Chạy cực kỳ nhanh luôn. Kệ nó, mình farm con này thôi, mình không ý định giết Hanabi đâu. Hồi máu đã rồi, có kiếm diệt quỷ rồi. Bây giờ thích thì chơi thôi. Bạn thích thì mình chơi khô máu với bạn. Nếu bạn thích thì mình chiêu. Nếu bạn đã hỏi thì mình xin phép trả lời. Đúng không? Đây là Matic xuống. Đặt bóng khỉ trước bên ngoài cho nó an toàn. Khó đó. Thấy không? Nhấp nhả không? Đặt bóng khỉ né chiêu Matic trước đã. Cho thằng anh Gia La nó câu chiêu đã. Rồi mình mới ra mình xoáy. Đánh không có vội vàng anh em ạ. Đánh không được vội vàng. Đánh mấy con này vội vàng là chết. Đánh mấy này vội vàng là hỏng. Băng trụ luôn hả? Má chơi tới giờ. Lên lộn đồ rồi anh em, từ đang mua đồ. Đầu ta bị diệu chiến đầu ta. Tại đồ chiến mạng thì không có cài nữa. Lên này đi, lên này ok hơn.
Lên này có giảm thời gian ngồi chiêu đánh nó đã hơn. Con này tăng tốc rồi dí sao được, không có chết được. Nó tăng tốc thì nó sẽ không có chết. Bây giờ kháng phép vô trước nè. Chảm phong kiếm trước đi ha, chảm phong kiếm trước đi. Không cần phải lên cái thần long thương trước đâu. Chảm phong kiếm trước bắn cho lẹ, rút máu cho nhanh. Có kiếm diệt quỷ rồi. Thêm ba chảm phong kiếm nữa, vừa chạy nhanh nè, vừa tăng 20 tốc chạy. 20 tốc chạy chứ không phải là 20% tốc chạy nha anh em. 20 tốc chạy, 20 điểm tốc chạy cũng như là 40% tốc đánh. Đó. Rồi 10% chí mạng nữa. Với lại có chút xíu thương phép thì nó sẽ dồn đam nhanh hơn. Tìm đánh nhau dữ vậy. Kệ nha, đảo lên nha, chạy đảo lên chạy ra đánh nhau nè. Mình chạy trên sông chạy nhanh lắm. Chạy trên sông mà chạy cực kỳ nhanh luôn. Chơi được luôn á, chơi được luôn á. Bắn được, bắn được, bắn được. Mà tích hết tí rồi, mà tích hết tí rồi. Chắc chắn rồi, nãy nó mới giết lên xong rồi làm gì còn tí nữa. Xoáy thôi. Không gì phải sợ, xoáy xoáy xoáy. Xoáy là chỉ có chết thôi nè. Thấy không? Tính toán cả rồi. Anabi nó vô bắn nè. Có hàng Nga xoáy nè. Đây bắn hàng Nga trước nè. Alpha vòng qua, Alpha vòng qua. Thôi bỏ nha, Alpha vòng qua rồi, Alpha tới rồi. Alpha tới rất là khó đánh. Không được, không được, không được, không được. Alpha tới là bắt buộc phải chạy rồi, nó dứt một cái là chết anh em. Ít nhiều đồ gì nó dứt một cái một là chết rồi, thì đam nó đam chí mạng. Ơ đam xích thương chuẩn. Nên là mình đề phòng vững hơn. Cho em được chạy. Đánh chắc bài nè. Kệ con Hanabi đi, kệ nó. Chặn lính này chạy ra đảo đen. Lên top đi găng nè. Có đam để chặn lính rồi. Đam hơi bé anh em ạ, đam hơi bé. Tại chỗ lên đồ đam toàn đồ tốc đánh. Kiếm diệt quỷ với chấm không kiếm mà đa phần là đồ tốc đánh. Đam nó mới tí. Phải có đồ đam đó, phải có đồ đam kiểu như là cái cây điều chiến Berserker với thần long thương là xong. Cái móng lên cuối nha. Hoặc là mấy ông lên cả móng trước luôn rồi hẳn lên hai móng còn lại cũng được. Thì đồ tốc đánh mình nhiều thì mình xoáy anti nó sẽ nhiều đạn hơn. Nhiều viên đạn bay ra hơn nhưng mà bị cái nó không có đam. Nó tốc đánh mà đam nó bé, thấy không? Mình bắn được nhiều viên mà từng viên đạn mình đam nó không bao nhiêu hết. Nhưng mà nó kích được cái nội tại của cái kiếm diệt quỷ. Hiểu không? Rồi đẩy top luôn, cõi xuống, đẩy top luôn. Ồ ma tích nè, bắn ma tích đâu chứ, bắn đâu chứ. Ồ bắn rác đó chứ, bắn rác đó chứ, bắn máu tuột tới nái luôn. Chơi được, chơi được, chơi được, không sao. Có Savior nó cover. Thấy không, chơi được, ma tích. Về rồi, tưởng nó đứng trong bụi thả bóng vô bụi. Quả đẩy top luôn nè, quả đẩy top luôn. Thần Long Thương vô nha. Giờ mua Thần Long Thương đi chơi có đam nè. Móng nó từ lên. Chủ trước có phản kích không sao. Có phản kích thì chơi được nó luôn chứ đâu có ngại đâu. Bắn tay đôi luôn. Ủa, bắn tay đôi bắn nổi không ta. Né chiêu nha, vừa chạy vừa bắn vừa né chiêu nha. Sáu thác rồi, nhẹ nhàng vậy thôi. Mà tích kìa. Từ từ rồi xử lý nó. Giữ 5 tách nha, đánh này phải giữ 5 tách nha. Mà tích dòng vào đây nè. Ok, bắn được á. Đặt bóng từ xa có gì chạy, thấy không? Đặt bóng từ xa có gì chạy, đánh được thì chạy nè. Đó. Thấy không? Đánh mình xử lý là mình phải đi. Anh pha dòng qua. Bóng trước, giật bóng. Anh pha dòng qua nó dích luôn á. Này nó liều lắm. Má thằng mạnh gặp thằng liều nó cũng hơi mệt á. Ừ, thằng mạnh gặp thằng liều nó cũng hơi mệt á. Chưa chưa lên ốc đảo ta, kia gà giờ không lên ốc đảo, ốc đảo giờ món quan trọng mà cũng lên. Bình nước ốc đảo á. Mang bơm máu bây giờ phải lên cái đó. Và hai viên dứt luôn rồi. Dứt là ngáo rồi, lần này có Savior đứng kế bên mà đâu có sợ đâu. Savior đứng ngay đó đâu phải sợ, thấy không? Ở trong rừng là chạy má thôi rồi luôn, rất là sướng. Năm tác mà chạy vô rừng nữa thì thôi. Hết cơ, hết cú. Mày sấy đi, mày sấy với tao sấy thằng nào sấy đau hơn. Trời ơi trời, mày sấy với tao sấy thằng nào sấy đau hơn. Chắc có mình mày có sấy đó. Ừ, chắc mình mày có mưa tinh thạch đó, tao không có súng đâu. Tao không có động lực công phá đâu. Chắc có mình mày có à. Ở đây chắc có mình tôi thấy thằng này bắn như cờ cờ. Này thì mày sấy với tao mà. Này mày sấy với tao, chắc có mình mày có sấy đó, tao không có đâu ha. Tao đứng tao ngó mày đó. Vừa thấy hàng Nga sấy đổ bóng vô ba chơi liền này, để sẵn cái bóng rồi. Để sẵn cái bóng trong rừng rồi. Lấy giam vậy hồi chiêu. Rồi đã luôn. Ê quên ta rừng mình rừng lính anh em mà. Má rừng lính là phải nhường bùa quên. Quên, bây giờ đạn xanh quá, thôi kệ ăn luôn cũng được. 8-0, gánh tới nái. Phải đứng gõ đẹp nha. Gõ đẹp nha. Trời ơi xoáy, trời ơi xoáy. Trời ơi xoáy, trời ơi xoáy. Trời ơi xoáy, trời ơi, xoáy. Trời ơi bắn. Rồi, thằng này phản kích. Thằng này phản kích, bắn là lên đường, ship một kill ha. Dễ không? Đợi lâu chí mạng anh em ạ. Bắn nó chỉ đơn giản vậy thôi anh em, hit and run rất là easy anh em. Rồi, móng cuốn mà lên móng nha. Móng đầu ta, móng mà đủ đồ rồi, full đồ rồi.
giờ là vừa chạy nhanh nè, vừa chạy nhanh vừa đam to, bắn có hút máu nữa, hút máu đến từ cây kiếm diệt quỷ cũng như là cái cây cái móng. Ừ, hai món hút máu nè, có cả kháng phép đến từ cái đôi giày kháng phép ha, giảm khống chế nè, cầm phản kích trên người thì rất là khó để chết. Angela mà nhập vô nữa là thôi rồi, đánh gì nữa, thích thì mở phản kích đánh tay đôi thôi, có gì đâu phải chạy, không phải chạy, không có sợ không, từ xưa giờ bằng tăng chưa sợ bố con nha thằng nào, thấy không, đơn giản không anh em. Angela mà nhập vô nữa thì thôi chơi gì nữa, bắn cả bầu trời luôn, cả một bầu trời thương nhớ. Bắn nè, bắn nè, ba viên bốn viên chết nè, chiếc bồ kêu nè, ma nét xa vẹt gì không, thôi giật về cái đi, không được ma nét không được xa vẹt rồi, về nè, gì đây, chơi không, cái cậu muốn chơi không, cái cậu chơi là mình chơi khô mắng cái cậu luôn á, mình xuống xếp với cái cậu luôn á. Rồi, gán được cái móng là xong, hết game này mà, game này bất tử không chết luôn á, không chết mạng nào luôn á. Nhập ai vậy? Dụ cái đi, Alpha nó dít á, Alpha nó dít á. Bắn á, Alpha nó dít nè, Alpha nó dít nè, Alpha nó dít nè, Alpha nó dít nè. Đây, Hanabi, trời ơi, tao hút máu cũng ghê lắm á Hanabi ơi. Mày hút máu chứ tao không biết hút đâu, ừ, chắc tao không biết hút đâu. Có mình mày biết hút máu đó, không ai biết hút hết trơn á. Lui nè, nghe kệ nè. Xin bùa các bạn, trời ơi. À, Linh mà quên, Linh thì không xin bùa được. Chánh thì thôi luôn phải không? 14 xác. Cho bú gì, bú đỡ rồi. Có gì để bú không? Đợi lót lên thôi, hiện. End sớm anh em ạ. Mấy cái clip ngắn ngắn anh em coi nó thoải mái hơn mấy clip dài dài ha. Thì có những cái trận nó rất là căng thì cái clip nó dài. Thấy không? Những cái trận như thế này thì tại vì mình cũng quá ghê rồi, mình cầm cờ lâu quá ghê. Cả lâu là tướng tủ của tủ mẹ này. Đi với Hanabi đầu game team nó nuôi cho nữa. Nó nuôi cho một mạng là đủ rồi. Không cần nuôi nhiều, nuôi một mạng là mình bao chủ. Bao chủ là bể chủ là ngon rồi. Là tiền lên vèo vèo. Chết rồi. Tốc độ di chuyển mình né chiêu được hết. Tại tốc độ di chuyển cao là dễ né chiêu lắm. Né hết chiêu là team nó phế. Giật ra, vậy thôi. Đó, giật ra vậy thôi. Chủ quyết. Mà tích rồi. Thằng Nga xoáy à, thằng Nga xoáy đâu có trúng được. Trời ơi, bắn cũng đau nha, trời ơi, bắn xém chết luôn á, 15 mạng em. Không chết mạng nè, bất tử. 200k là dễ, easy game. Victory. Xét đồ thì mình sẽ để bên góc nha, lúc nào mình cũng để đồ bên góc cho anh em. Rồi, ok. Clip cloud đến đây cũng là hết rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này. À, anh em cho xin một like cũng như là một lượt chia sẻ và thêm nút đăng ký kênh. Rảnh rảnh thì bấm thêm nút chuông bên cạnh để mà nhận thông báo khi mà mình ra những cái clip tiếp theo. 15.5 cloud MVP, đỉnh của chớp anh em ạ. 15.07, ok, easy game. Cảm ơn anh em rất nhiều, thank you anh em. Hẹn lại anh em trong những clip lần sau. Tạm biệt anh em, bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành.